Rồi cách lên bảng dễ như sau. Đầu tiên là mình bấm vô cái hình máy in à, hoặc bấm trong trên B nó cũng hiểu ha, bấm lệnh plot BLOT nó cũng hiểu, bấm vô máy in nó lại nhé, bấm vô máy in trên đây nè, bấm đó, nó hiện vào thoại này. Thì đầu tiên ở phần là printer butter, cái này chọn máy in, thì như ở nhà mình có máy in gì á mình chọn bên đó, hoặc là trong văn phòng công ty mình á có máy in gì mình chọn bên đó. Thì ở đây mình không có máy in thì mình chọn là Microsoft Bring to PDF, tức là in thành file PDF ha. Rồi đó là phần máy in. Tiếp theo là có máy in rồi thì phải cần cái khổ giấy in, thì do mình vẽ khổ giấy này A4 này không thì mình chọn là paper size nè, A4 luôn ha. Ok rồi, có máy in rồi, có khổ giấy rồi, thì cái vùng in là vùng nào đó thì phải chọn vùng in, tại đâu đâu biết in chỗ nào đâu, thì bấm vô đây watch to plot nè, bấm display ha, chọn window. Thì khi mình bấm video nó trở ra cái màn hình cho mình chọn, mình biết hai điểm thôi, góc dưới trái và góc trên phải, hoặc là góc trên trái góc dưới phải, hoặc ngược lại được, miễn là hai đường chéo là được rồi ha. Rồi dưới trái nè, trên phải nè, ok rồi. Tiếp theo á là cho hình vẽ nằm giữa trang in ha, bấm center the lot, center đó là hình vẽ nằm giữa trang in. Rồi nếu mà muốn in đúng tỷ lệ á thì ở đây mình gọi là một, bỏ cho fit paper ra, fit to paper ra ở trên một dưới là 100 đó. Còn muốn in vừa khổ giấy đó thì khổ giấy A3, A2 gì đó cũng được, mình bấm vô là fit to paper ha, in đúng tỷ lệ là gõ đây một đây 100 rồi. Còn muốn in vừa khổ giấy đó, fit to paper, thì thường bây giờ người ta in vừa khổ giấy mà, lý do là trong cái bản vẽ mình cái thứ mình đó đầy đủ rồi, không có thiếu, in vừa khổ giấy fit to paper. Rồi có được cái vùng in rồi ha, có được tỷ lệ in rồi, thì bây giờ tới cái phần là chọn nét in à, nét in bữa mình khai báo trong laser á, thì mình chọn này nè, chỗ non nè, mình chọn là monochrome để in trắng đen à, trắng đen yes, tại vì bản vẽ bao giờ cũng in máy trắng đen á, ít khi nào in màu, in màu lợn nhìn khó thấy lắm à. Rồi sau khi chọn rồi đó thì bấm review à, review sinh tự đó, thấy ok chưa à, nét dày nét mảnh có đây ha, nét tường dày nè, nét mảnh có đây ha. Rồi bấm Escape một cái, nhớ bấm vô cái nút này Apply to layout để nó nhớ ha, tại vì nếu mà không bấm nút này nè nó ok thôi ha, nó in ha. Ok chẳng hạn vậy, nó đặt tên vậy này, hãy mặc bằng chợt đi, anh là tại 01 đi, 01 ha, sale. Rồi bấm lên in lại nè, cộng thêm B không, thì cái mấy thông số nãy mình chọn nó mới hết trơn rồi ha, anh đã nhớ. Yêu mình chọn đã là mình phải chọn nè, có giá A4 nè, rồi Window nè, bit hai điểm nè, hai rồi center the lot nè, fit to paper nè, monochrome nè, cái apply to layout để nhớ nè. Rồi chọn plot, bấm chuột phải chọn plot luôn, đặt tên là hai cell cứ thế ha, bấm vào trong B window bit 1 2, ok số 3 cell. Rồi ban qua cộng trăm B tiếp, window bên hai điểm 1, tôi sẽ biết lộ biết ha, 1 2, ok rồi 4 sale đó, thì là xong. Thì mở ra nè, mở ra là document đúng không, nó có bốn bảng nè, 1 này thấy không, số 1 này. Rồi mở ra tiếp số 2 nào, đó là tiếp số 3 đó, nét, nét đậm gì đó là thầy nhìn nó đẹp lắm ha. Rồi, số 4 rồi, trước mắt là thử cái này trước đi ha, rồi tiếp tục. Rồi nếu mà mình in như vậy á thì nó ra tới 4 tờ, nếu mà bản vẽ có 100 tờ in ra 100 file mình gửi cho khách hàng nó lấy chở chàng nó được chết đúng không, nhiều quá. Thành ra là mình in thành một file PDF thôi, bằng cách mình cài chương trình máy não ha, máy não ở đây mình setup ha, setup nó tên là PDF Factory. Rồi bấm next, chương trình rất dễ cài, next install, yes install vậy thôi, không làm gì hết. Rồi finish ha. Rồi xong, mở cái serial lên, copy cái hai dòng code này, cộng thêm C, cộng đi, cả đi ha, rồi bấm cộng thêm B lại, in,
bấm sổ xuống, thấy không? Nó có chữ PDF Fast Story rồi, thấy không? Ở bên đây. Rồi cũng vậy, chọn cỡ A4 ha. A4, A4. Rồi, cũng mấy kia giống như cũ lại, chỉ có mấy anh là khác ha, PDF Factory thôi. Rồi, Windows là bit nè. 1 2 apply cái review cho nhớ. Đó. Bấm thấy ok, bấm phía phải plot. Rồi nó hỏi số series đi không, rồi số series nó tự động nó điền lúc mình copy vô bộ nhớ nó thôi, mình chỉ đặt tên thôi, name là int chẳng hạn gì, int, ok. Rồi cảm ơn vì đã ăn cắp phần mềm của tôi, thấy không, thấy không? Cảm ơn rất rõ. Rồi tiếp ha, cộng chấm b tiếp, Windows bắt 2 điểm, 1 2, ok, tiếp tục cộng chấm b, Windows 1 2, ok, ví dụ cộng b, Windows mất 2 điểm, 1 2, ok. Rồi bấm vào chỗ PDF lại ha. Đó, nhưng mà cái khổ của mình đang nè, đang nằm dọc nữa không, mình chọn nó, bấm cộng chấm a, tại nó 4 tờ rồi, chọn xong nhớ bấm cộng chấm a ha, rồi xoay nó lại, bấm nút xoay này ha, lúc này nè, xoay xoay xoay, rồi bấm save, rồi đặt tên công trình vĩ đại của tôi nè, đúng không? Đó, rồi tắt đi, xong mở lại file document mất tiêu rồi. À không có, nó nằm trong PDF nữa nha, à, nó nằm PDF file nè. Rồi đây là không, đó thấy không, nằm đứng một nè, cái thước nè, vật dụng nè, đó, lá gạch, trần, đèn, thấy không? Cái này giao cho khách hàng mới ok ha. Đó. Đó là cái PDF Factory. Rồi, nhưng mà nhu cầu con người lúc nào cũng cao hơn nữa. À, mỗi lần mà nên mình bích 2 điểm, rất là mất thời giờ, mình muốn bích 1 điểm thôi. À, bích 1 điểm thôi. Ở trên cho lẹ, giống như bích 2 điểm lâu quá. Thì nó có là một cái lệnh autolip ở ngoài. À, lệnh autolip, deep in tự động trên Modo. À, nắm này mình kéo vô. Nắm kéo vô. Đó, kéo vô ha, thì để mình gõ cái chữ là TBL, TBL enter. Đó, nó hiện ra cái bảng này, thì cái bảng này cũng giống như cũng chọn là PDF Factory, cũng chọn khổ giấy là A4, lost style là monochrome, rồi fix to paper, save ở một document, center the plot, thấy không, giống như trang không biết nào đó. Có điều á, cái khung tên này của mình là lock á, thì mình chọn là lock. À, còn nếu mà khung tên mình chưa làm lock á, rectangle hình chọn đây là rectangle. À, giờ mình chỉ biết thôi, biết một cái thôi. Rồi, biết một cái thôi, bấm ring, à, ring. Rồi đó mình chọn từng cái. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, à, enter. Vô phải không? Vô liên tục luôn phải không? Xong, 4 cái phải không? Ok không? Rồi cũng vậy, bấm cộng trên A, xoay, 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 rồi bấm save. Đó, đặt tên là Modo đi ha. Rồi tắt đi ha. Thử mở lại. Document PDF file